cái sự việc hôm đó như thế nào ạ? Thì hai chồng nó cũng đi đi nhậu về rồi bắt đầu lên gác, rồi bắt đầu có cái vợ chồng nó cãi giả với nhau, cãi giả rồi bắt đầu cái nó quýnh con nhỏ này, nó quýnh rồi bắt đầu tôi mới bước lên cầu thang, là tôi mới la nó, tôi nói mằng gì mà mày quýnh vợ mày dữ rồi sao, cứ quay ngang nó tát vô mặt tôi tới nay còn bầm, quay ngang nó quýnh tôi. Là con Ai rể, tán bà? con con rể hả? Sa, thằng con rể nó quýnh, Ôi sao sao nó quýnh tôi, nó nói vậy bà im cái miệng mà lệnh thôi, rồi chừng chết mẹ bà vợ. Rồi bắt đầu cái nó quýnh chập nó trên gác, rồi cái xuống ra trước đó, nó quýnh chập trước cái tôi mới ra đứng ở ra cửa, tôi la nó, cái nó tát tôi thêm một tay nữa là nó quýnh tôi hai chập luôn. rồi tiếp tục như thế nào mà Rồi bắt đầu cái nó quýnh, rồi bắt đầu cái nó vô nó xách xe nó đi, rồi ở nhà con nhỏ này nó mới nó hốt hoảng nó quá, rồi bắt đầu cái nó ẵm con nó lên trên gác đó, nó quăng xin nhỏ xuống. là bữa là từ trên trên cái gác này xuống rồi bạn. Đây, đây cái gác này. Từ trên gác này mọi người. Vậy anh qua lại. Khoảng từ từ cầm cái máy em để em thử đứng xem bao nhiêu mét à. Wow. Ở trên mà qua cái ái đó thì hơn 2 mét, còn ba gần 3 mét á. Dạ. Đó, cao khoảng 3 mét ở trên này và quan xuống mọi người. Cái đồ của chú á. À, hôm nay thì mình có xuống ở Bình Dương để mà theo cái tiếp tục cái sự kiện của Bé Yến á mọi người. Bé Yến mà bị mẹ quăng từ ở trên cái gác này xuống này, đây là cái gác này. Đây là ngoại ha. Tiền điện tiền nước luôn 1,4 triệu. Dạ, vậy là tầm khoảng 1,5 triệu một tháng. Ôi, có tất cả 1, 2, 3, 4, 5, 6 người ở trong cái căn nhà nhỏ như vậy ha. Phía trước mọi người đây là mẹ của chị con Trang. chị Trang ha. Trang. Chia sẻ với mọi người, đây là hai đứa con của chị Trang, người mẹ mà mấy hôm nay mọi người xôn xao về cái việc là bạo hành con mình á. Bé Yến thì đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là bà ngoại, tức là mẹ ruột của chị Trang. Con nghe kể rằng là cái hôm đó đã xảy ra cái mâu thuẫn lớn, thì bà có thể chia sẻ cho con được rõ mà. Kêu kêu mở cửa, nó đóng cửa phòng này, kêu nó mở cửa ra nó không có mở. Thời điểm mà chị Trang á lên cơn á, không kiểm soát được hành vi của mình á, thì lúc đó thì anh Sang ảnh có ở đây không hay là đi Không, nó xách xe nó đi rồi. đi rồi thì bà với mấy đứa nhỏ này vẫn có ở đây luôn. Bà có thể mô tả cho con rõ là lúc đó chị Trang đang ở trên trên gác này rồi như thế nào ạ? Hả? Rồi chị ném bé xuống như này. Trời ơi. Chị mà quýnh lộn quầy. Lúc đó ném xuống thì bà đang ở đâu? Ở ngoài cửa. Đứng ở ngoài cửa sổ. Rồi con có nghe có một cái chi tiết, tức là chị Trang chị có đóng cái cửa vào đúng không bà, trong nhà lúc đấy là trong Đóng cái phòng cô cửa ấy này luôn là hả? người ta mới 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 đập cửa ra, người ta mới cứu con nhỏ ra. Dạ. Vậy lúc đấy trong phòng là chỉ có hai mẹ con, chị Trang với lại bé Yến thôi, rồi hai bé nhỏ đã đi theo bà. Dạ. Con nhỏ này thì nó ở bên nội, nó còn nhỏ này thì ẩm ra ngoài. Ôi, có một cái điều mà con thắc mắc và mọi người cũng đặt câu hỏi ấy. Đấy là trước đó là hai vợ chồng anh chị là cãi vã rất là lớn. Vậy thì cái tâm lý trước đó của chị ấy là có bình thường không bà? Có nhiều người nói rằng là chị là có dấu hiệu là trầm cảm sau sinh. Vậy thì cái điều này mà con muốn nghe bà có thể chia sẻ cho anh em tụi con cũng như khán giả rõ hơn được không ạ? Thì hai chồng nó đi nhậu gì Bà. cũng xỉn rượu rồi, người nó cãi giả với nhau rồi nó mới quýnh lộn. Trước đấy thì hai vợ chồng anh chị có hay đi nhậu không bà? Trước đó ấy. Cũng ít lắm, Dạ. đi làm không à, Dạ. hai chồng cũng cãi giả hoài, ngày nó cũng có cãi giả hết trơn á. Bà ơi, cái điều mà con thắc mắc nhỉ, và mọi người cũng đặt câu hỏi ấy. Bởi vì sao con cái như vậy tự nhiên là chị lại ném từ trên đó xuống? Như thằng này quýnh nó quá đau rồi, nó hốt hoảng nữa, nó giục con nó mà nó còn chưa hay chưa biết, thế nào lên công an chính người ta, trên công an người ta hỏi nó sao mà giục con nó, rồi nó mới bình tĩnh nó lại. Rồi hồi trước đó, trước cái sự việc đấy, thì những cái tháng trước ấy, những cái ngày trước ấy, có bao giờ
xảy ra cái chuyện như vậy không chị? Không có. À, bà có thể kể cho con được cái thời điểm chị Trang đã bạo hành bị Yến như thế nào? Tại vì con nghe rất là nhiều lời kể khác nhau. Có người thì nói là ném xuống rồi đập vào tường rồi không có đạp đâu. Chân thì sự tình như thế nào ạ? Ví dụ mà đập vô tường nó không có. Thực tế là như thế nào ạ? Nó quăng nhỏ xuống rồi bắt đầu nó xuống nó ẩm con nó lên á. Chỉ là có một cái hành động đó là ném con từ ở trên gác xuống thôi. Còn cái việc mà đạp vào chân hay là ném vào tường thì không có. Cái đó là nó thêm cho nó không có gì hết. Vì cái chi tiết này cho con hỏi một chút. Cái giây phút mà ném bé ở trên xuống là bà có thấy không? Mình đứng ngoài cửa sổ thấy. Bà thấy đúng không? Dạ. Có nghĩa là ở dưới đây là chị đó chị ẩm lên là nó sải tay rớt xuống hay là ném xuống, là hai cái đó nó khác nhau ha. Như bà thấy rõ ràng cái việc đó là ví dụ như ẩm lên đây là sải tay rớt xuống thì nó lại khác. Còn mà thấy nhỏ xuống. Thấy ha. Trời, con muốn xác tín một cái điều như thế này. Tại vì đó giờ con cứ nghe mọi người kể đủ thứ chuyện hết à. Có người thì nói là cái hành vi rất là man rợ. Người ta nói là như vậy là chưa bao giờ một người mẹ nào làm điều đó đối với con. Thì bà một lần nữa, bà là người chứng kiến. Có lẽ là bà là người duy nhất, con nghĩ vậy. Bà mô tả lại, bà có thể chia sẻ lại là hành động của chị Trang như thế nào để mọi người rõ hơn. Vì mọi người cứ nói là chị là có đó hành động giống như là thu giữ vậy. Nó đập vô tường nữa là nó quan cho nó không có gì đó. Chỉ là một cái hành động mất suy nghĩ, mất kiểm soát là ném con từ trên gác này. Nó không có suy nghĩ được á. Như đánh nó đơ, rồi nó đau quá. Và thời điểm đó thì bản thân bà thấy bé nó biểu hiện như thế nào? Bé Yến á. Thì ẩm nó ra rồi bắt đầu là mà mấy người kia ẩm chạy đi vô cấp cứu đó. Còn riêng chị Trang, sau hành động đó thì chị có kiểm soát được hành vi mình không? Có hiểu được mọi thứ không? Lúc đó là nó không có bình tĩnh nữa đó. Đừng ngờ. Có nghĩa là sau khi mà lên trên cơ quan chức năng là chị đó mới chưa hiểu, mới biết được cái hành động của mình thôi. Còn hồi làm là không biết gì hết. Không biết, lúc đó là nó không có bình tĩnh nữa. Ngồi xuống không? Vậy là cũng là một phần là giúp cho mình giải quyết được cái thắc mắc lớn nhất là vì sao chị được cơ quan điều tra thả về. Có thể là cái hành vi của chị là do mất kiểm soát và có thể là trong quá trình nó cũng không phải là một cái đối tượng nguy hiểm cho nên người ta sẽ thả về. Người ta cho mình bảo lãnh về để mà lo cho con nó, hai đứa nhỏ này với lại bé Yến đâu chồng. Lo giấy tờ cho nó. Bé dễ thương. Chị em giống nhau ha. Bé này tên là gì bà? Ngọc Giàu. Ngọc Giàu rồi một con bé thứ hai à? Dạ, bé thứ hai là tên Quỳnh Nhi. Quỳnh Nhi. Vậy là ở nhà với bà ngoại luôn hay là đi gửi nhà trẻ rồi? Ở nhà với bà ngoại nuôi dưỡng không à? Sau khi mà cũng một thời gian á lên cơ quan chức năng á thì vợ chồng là đến với nhau là cũng chưa có hung thú, rồi mấy đứa nhỏ này cũng chưa có giấy khai sinh gì hết. Cuộc sống của hai anh chị là hôn nhân với nhau được bao nhiêu năm mà đến bây giờ thì vì sao còn chưa làm giấy tờ gì hết vậy? 5-6 năm rồi. Vì sao vậy bà? Không biết gì tụi nó nữa. Con nghe kể thêm một thông tin nữa là hai vợ chồng mâu thuẫn nhau. Mâu thuẫn lớn nhất đó là chuyện tiền bạc. Khó khăn về tiền bạc. Thì đó giờ thì công cuộc sống ở đây thì nó thiếu thốn như thế nào ạ? Thì màn cũng cờ hụt cờ hử vậy. Là thiếu. Vậy có nghĩa là ngoại ở đây để chăm mấy đứa cháu thôi. Vì giúp cho hai chồng đi làm đúng không? Ba đứa cháu gái. Dạ nhưng mà con quan tâm nhất là chi tiết nè. Sau một thời gian á, có nghĩa là một hai ngày gì đó từ bữa chủ nhật ha, lên cơ quan chức năng rồi sau đó thì gia đình bảo lãnh của chị Trang về. Thì cái giây phút về á là chị Trang có chia sẻ lại hoặc là có hỏi hai người con bé của mình không? Bé ấy á thì có chị điện. Chia sẻ làm sao thì để ông bà có thể có điện bà nội nó cũng hỏi thăm con hoài. Bà nội nó ngủ qua cũng về. Bắt đầu đổi sang xuống dưới chăm con nó có đêm một nhỏ khóc quá rồi bà nội nóng ruột bà nội chở xuống dưới lại.
Như vậy là hiện giờ là chị Trang đã bình thường lại tâm lý rồi. À, có hai con mắt nó còn bầm dữ lắm. À, cái không. Nhưng mà có chi tiết dạ, con cũng coi mấy cái video á thì con thấy vậy nè, hai con mắt rất là bầm và trong trong mắt thì nó dường như nó đầm máu luôn á. Dạ thì tại sao nó có vết thương dữ vậy? Không thì con. Quýnh đó. À, có nghĩa là bị chồng đánh ha. Ừ. Dạ là cái sao cái trận đó là nó bị hai mắt như vậy. Chứng tỏ là nó đánh nó hai mắt đó, nó dữ gì. Bữa đó trên quý ban là nó không mắt nó không thấy đường luôn. À con nghĩa gì mới gà gì nhỏ thuốc uống thuốc đồ lăn lăn hột gà đủ đỡ. Đánh mà đến nào hai mắt bầm như vậy luôn. Rồi ngoài hai mắt là còn bị thương tích nhiều không? Đầu cổ nó bầm u hết trơn. Cái đầu của nó tới nay nó còn bầm hết trơn. Có nghĩa là bị một trận đòn khủng khiếp lắm cho nên mà hoảng hốt và không có ý thức được gì luôn. Cho nên mới quan con, mới dặn đấy là bởi vì nhiều người họ trên mạng họ coi và họ cũng nghĩ đấy hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là một là trầm cảm sau sinh, hai nữa là bị bạo ngược hoặc là gì đó của chồng. Cho nên là chuyển sang mới diễn ra có một cái hành động mà nhiều người gọi là đi ra ngoài. Nhưng mà cho con hỏi thêm một xíu nữa là trước giờ là những cái trận đòn như vậy nó có nhiều không như là chị đó? Cũng quýnh hoài, quýnh hả? Lúc cũng có bầu đi về quê hả? Quýnh nhận nước đó luôn. À, có nghĩa là đòn roi như thế này là đã diễn ra từ rất là lâu rồi. Yeah. Đây mới gọi là đỉnh điểm là do quăng đứa bé chứ mới tạo ra đỉnh điểm đúng không? Còn những trận đòn dài là liên tục nó xảy ra. Mấy lần trước hả? Quýnh nó bể đầu hả? Khủng khiếp rồi. Nhưng mà cái đầu nó bể xét một đường. Dạ, chân xin một xíu qua đây nè. Nghe nói là sinh bé Yến ra là một tháng là chị phải đi làm rồi đúng không? Ừ, tháng rưỡi. Tháng rưỡi đi làm. Ba ơi, con đọc rất nhiều những cái bình luận ở trên mạng ấy và mọi người có nói rằng chị đấy có một cái quá khứ mà cũng thường xuyên là đánh đập bà đúng không hay sao như thế nào đó phải không bà? Mấy năm trước rồi. Dạ. Là như thế nào vậy bà? Thì nó nhậu xỉn về rồi bắt đầu mà cãi giả với tôi rồi bắt đầu nó mới đánh. À, có một cái chi tiết mà mọi người có nói với con ấy là trước đây là chị Trang là từng có hình như là bị người ta lừa, người ta gạt, rồi có sử dụng cái chất kích thích. Con thấy nhiều người ở quê bà con nhắn có bình luận trên những clip của anh em tụi con ấy. Thì con cái đó là có và có xảy ra hả bà? Có. Có thể bà có thể kể chi tiết cho con cũng như mọi người xem được hiểu rõ hơn được không bà? Lúc đó là nó đi đi chơi với bạn nó rồi bắt đầu có bị người ta gạt, người ta bán nó bị bắt cóc á. Rồi bị nó bị quýnh quá rồi nó cái tinh thần của nó không có được ổn á. Vào tính ra là cái bất hạnh này nó nối tiếp bất hạnh nọ. Chị Trang khi mà lớn lên á thì bị bán vào những cái nơi không tốt, rồi dần dần thì một cái quá khứ nó không hay và chị chấp nối với anh Sang, rồi sinh ra ba đứa con. Và cái khó khăn về kinh tế cho nên là dẫn đến cái áp lực đôi bên, rồi thậm chí là đón nhận những cái trận bạo hành từ chồng. Từ đó thì nó ức chế tinh thần và có một cái hành vi bộc phát. Mấy ngày qua khi mà chị Trang được trở về, chị có ý định là muốn lên bệnh viện để chăm con. Nhưng mà do dư luận với lại mọi người cũng suy nghĩ là sợ chị chưa kiểm soát được cho nên là từ chối. Vậy thì không cho nó đi. Vậy thì những ngày qua khi chị nằm ở nhà trọ này, chị nghĩ về con, chị có nói điều gì với ba không? Nhớ lại thì sẽ hối hận rồi. Suy nghĩ rồi hối hận rồi muộn rồi. Như bà có kể và con cũng gặp bà nội và bà ngoại cũng như mọi người có nói đấy là sợ là chưa cho chị Trang tiếp xúc với con của chị. Vậy thì cái điều mà mọi người lăn tăn và lo lắng đây là sợ chị có những cái hành động dại dột hay là như thế nào vậy bà? Tất cả những cái thứ đó nó kìm nén á, thì hay là như thế nào bà có thể kể cho con mọi người rõ hơn không? Cái đó mình cũng không biết được nữa. Dạ. À, nhưng mà bé Yến á, thì bị nói chung là không may mà bị nặng thì cái thời gian mà 4-5 năm trước á, là hai bé kia á, thì có bị những trận đòn như vậy không hoặc như sao bị như vậy không? Bị đòn hoài, nó quýnh hoài luôn. Đâu. Dạ rồi. Lúc có bầu con Nhi vậy nó quýnh nó hả ra huyết luôn. Trời.
chứng tỏ là rất là nhiều năm rồi đến với nhau à, khủng khiếp. Một lần mà hai chồng nó quýnh lộn thì một lần nó quýnh tôi. Tôi can là nó quýnh tôi. Như vậy là trung bình là chồng đánh vợ một lần thì vợ đánh mẹ. Mà vợ lại áp lực quá thì lại đánh mẹ. Đánh mẹ đánh con. Bởi vì để giải tỏa có áp lực. Nó quýnh tôi ba lần. Nghe nói có đợt là bị tát đầu luôn hả? Ta thấy có nhiều người họ bình luận nói là có lúc bà ngoại bị tát đầu hả? Tát trên trán à. Đó, thấy chưa? Tát trên trán luôn. Đi mai hay mấy mũi. Nguy hiểm quá. Đó, cái gì à, qua cái clip này mọi người sẽ hiểu hơn một cái góc nè. Đó, bà ngoại là người mà theo sát con ha, con gái mình. Từ khi nuôi cho tới khi mà có lập gia đình. Hình có ý kiến cho rằng á, và khi mà chị Trang bị bắt và đưa lên công an á, thì mọi người sợ rằng là chị sẽ đi tù. Bản thân bà suy nghĩ gì về điều đó? Bà có lo chuyện đó không? Lo chứ, sợ nó đi rồi bắt đầu mình có ở nhà đâu có chăm con nó được. Dạ. Chị lấy nước cho tụi em uống hả? Để chị. Cảm ơn chị. Tụi em trò chuyện. Xin ra ngoài. Bé này là hôm bữa là chứng kiến nè. Còn bé lớn thì không có, bé lớn thì gửi về nha. Bé lớn ở bên ông nội. Bé lúc đó thấy em mà có la hay là khóc gì không? Nó khóc. Chắc giờ thì chắc cũng ngây thơ lắm, cũng chưa nhận thức được đâu. Chưa biết gì đâu. Nó có hai tuổi mấy à. Dạ. Con đừng ngập này chơi. Dạ. Vô đây gì của bà của mặt. Gì là chị ruột hả? Chị con bằng gì? Con bằng gì? Con bằng gì? Nha, mẹ thứ năm, chị là thứ út. Dạ. À, mấy ngày qua thì ghé bệnh viện thì thấy bà nội là chăm cực lắm. Bà nội suy sụp luôn rồi. Nuôi một đứa trẻ như vậy khổ lắm. Bà nội về hôm qua rồi bà nội chở xuống nữa. Bà nội thấy cháu nó khóc quá rồi bà chịu không được rồi bà chở xuống dưới lại. Vậy là ngay lúc này là hai bà phải lo, một là bà nội thì lo biến, còn bà ngoại thì lo hai đứa nhỏ. Ở nhà chăm hai đứa nhỏ này. Con nghe là bà đang bị bệnh đúng không? Bệnh tiểu đường hay là gì đó hả? Tiểu đường. Dạ. Tội nghiệp. Cái đồ giải độc thảo dược anh nó có trị được tiểu đường không? Không. Nó chỉ hỗ trợ giải độc gan thôi. Độc gan với táo bón thì nám tàn nhang thôi không? Chứ tiểu đường là phải khác. Đấy nè. Tội nghiệp ha. Ừ, hai đứa nhỏ nó có nhắc em với nhiều không bà? Có. Ồ, mẹ mong em lắm này, thương em ha. Rồi em sẽ sớm về nha. Hỏi với Yến đâu rồi. Dạ. À, bà ngoại chắc hỏi thêm một xíu về cái riêng tư một xíu thôi. Ý là bà ngoại ngoài chị Thanh đó thì còn mấy người con đây bà ngoại? Ở đây có mấy người con hả? À, của bà ngoại, con của bà ngoại á. Ở đây còn nhỏ gái lớn, nhỏ thứ hai. Nhưng rồi ở đây luôn đó hả? Dạ, ở Bình Dương chỗ đây. Trên kia. Ở đường làm. Đây, qua chung. À, xuống đây thì mày thấy bà ngoại người thật thà lắm rồi. Đúng là rất là dễ thương. Chỉ có bây giờ con cái vậy thì mình cũng không biết làm sao chứ. Đưa ngoại xiếp lại cây. Con lôi ra hoài. Cái đó là em không có gành, có bà chị này nè. Đi vô đây này gì, có dạ. bà biết gành. Thì hai mét mấy. Thì tụi em là sau khi mà chúng em nghe được các chị mọi người đây hết chia sẻ với em đến thăm và cũng nghe được rất nhiều những cái thông tin thì cũng muốn hôm nay đến đây gặp. Ở trên đó em thấy xuống đây nè. Dạ. Bé này mà đây. Có một ngày thì bị chứng kiến thôi chứ hôm bữa thì không có hiện trường ở đây. Dạ. Tại vì tới chiều mới có ở nhà. Cái gì cũng gần, nốt cho nó mau hết bệnh. Rồi, con cảm ơn bà nhé. Rồi yeah. Tụi con qua uống nước với lại cô một chút. Rồi, yeah. Bà lo cho hai bé nha. Yeah. Chứ không ăn lại. Chút nữa anh em cũng lại. Rồi, bye bye hai bé nha. Chú ra ngoài uống nước nha.